Nhưng mà các bạn chưa bao giờ nghe tới sinh tố ổi đúng không? Thôi. Chào tất cả các bạn. Chào các bạn. À, mình xin tự giới thiệu, mình là Miu Seven. Mình là bác sĩ em. À, các bạn đã nghe rất là nhiều về các loại sinh tố rồi phải không ạ? Với sinh tố mãn cầu, sinh tố đu đủ, sinh tố dâu, sinh tố bơ, rồi nói chung là tùm lum tá lãm bên Sapuche rồi đó. Không, nhưng mà các bạn chưa bao giờ nghe tới sinh tố ổi đúng không? Ổi làm sinh tố luôn nó mới dữ, thấy không? Hay á. Hôm nay anh em tụi mình quyết định là làm sinh tố ổi nha. À, và bây giờ bên cạnh mình đang có một cái máy xay sinh tố, rồi hai trái ổi chắc là cũng hết đâu, một trái thôi, với sữa tươi, với lại một ít đường, nếu mà lỡ nó không ngọt thì mình bỏ vô, chưa ngọt thì mình bỏ đường vô, rồi với xay sinh tố thì bao giờ cũng phải có nước đá nha các bạn. Ok, bây giờ không có dông dài nữa, đá nó tan mất, mình quyết định là sẽ xay sinh tố ổi. Bỏ cái trái vô xay à? Đâu có, cắt ra tao lại mà. Ok, và bây giờ mình sẽ cắt ổi ra. Tắt ra được. Đừng lấy hồn nha. Tắt được không? Được, tắt được. Làm thử đi. Em bác sĩ em tắt đi. Tao tính xay luôn cả hộp. Ăn cái ổi sẽ lị à? Xay hồn luôn hả? Ờ. Ăn hồn luôn, tí bộ cái hộp cho luôn. Xay hồn là nó bụp bụp. À, bụp bụp à, vậy thôi. Nè, đã có hộp rồi. Ừ. Ổi sẽ lị luôn kìa. Với lạ nha, ổi lừa không nổi sao phải lị nữa nghe nha. Ổi lừa bột đỏ. Một trái hả? Một trái thôi, một trái nhiều lắm rồi đó. Còn đá, sữa nó chi. Dồn hết vô nó có quay nổi không? Ổi dột đỏ luôn, được rồi, dùng cái hộp đi. Để đây nè. Được rồi, bây giờ mình sẽ cho đá vô ha. Đá này tan nước. Sữa vô trước kìa. Sữa đá gì cũng được hết á. Cái nào vô trước cũng được hết á. Sữa đi. Rồi bây giờ lòng mình cho sữa vô. Cho hai muỗng đường vô đi. Làm đúng kiểu cách luôn nha mấy bạn. Ủa em nhớ ta làm sữa đặc mà. Sữa đặc mà. Có đâu, làm cái này ta làm sữa tươi không cố. Mày lúc nào cũng chọn cho anh Cường không mà camera. Xây sinh tố rồi, xây sữa đặc. Lúc nào là cũng chọn anh. Camera mà nó nhiều chuyện lắm. Móc hẳn. Camera mà nó nhiều chuyện lắm. Cất cái ly xuống đây đi, không để không nó bể. Được lại nha. Bỏ muộn ra, khi nào nó tan rồi mới bọt chọc cái muộn vô. Ủa cái này đậy lại sao mà? Nó đè thôi. Đè thôi. Đè xuống thôi. Thôi. Tắt đi để hơi nó... Vậy tí nữa hơi nhấp thôi. Ừ. Chưa, còn chơi mấy vòng nữa. Nhấp thôi. Coi chừng nó vô cái vòng này. Nhấp nha. Ừ, nhấp thôi. Nó mềm hết rồi đó. Ủa vậy sao mà. Ủa nó màu đỏ mà sao nó không đỏ ha. Cái đồ là cái đỏ của nó á. Nó chồm lên à. Ừ, cái cây gặp nhỏ được, em thấy lỏng lắm rồi đó. Ok,
Và sau một khoảng thời gian ngắn là tụi mình đã có món quạt nó qua, đừng có bấm nữa, quạt nó qua thôi. Rồi thơm không? Thơm lắm hả? Chưa giờ thưởng thức cái gì ha? Thơm thơm được thơm, không phải thơm được. Xin tớ dâu ấy. Ngon mà. Cái màu đỏ xin tớ dâu. À. Xong xong xong. Bạn hả? Không có đầy à? Nhiều đây được rồi. Uống. Có hết đầy cho anh Cường lên. Thôi. Hột không? À, hồi nãy mình đổ sữa nhiều nó hơi béo. Nghe mùi ổi nhưng mà bỏ ít đường cho nên ổi là nghe mùi chanh luôn thôi. Bỏ ít đường cho nên là nó không có ngọt. Thôi là ăn thì nó cũng là lạ, lần đầu tiên mình nghe cái mùi vị như vậy. Lần đầu tiên nó bột bột đúng không anh, nghe cái đang có mùi cái vị bột 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 nghe cái mùi vị sinh tố nó lạ lạ vậy. Với thứ hai là nó hơi hột ổi, nó dính giọng, nó ăn cà rột rột như cát vậy. Với nãy mình quất nguyên vỏ rồi vô luôn á. Nói chung là ăn hột, hột ăn nói chung lắm. Là sinh tố này mình đánh giá là cũng không ngon mà cũng không có dở. Uống được. Uống được. Bột thôi, để bột thôi. Cũng như bột này. Bột bột ấy. Bột như ai. Uống hết nha. Có mà, có. Cắn ra là không? Thử cái cảm nghiệm. Thôi. Được rồi, để mày bên cường cảm nghiệm được rồi. Nói sao ta? Ăn này giống ăn cám heo. Thiệt, nó mày cảm nhận thiệt không? Bột 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 đấy, có chịu không? Anh nói ăn giống gì? Cám heo. Mày là anh ăn cám heo rồi hả? Thấy ngu chưa? Đúng rồi, anh ăn cám heo rồi, anh biết được. Biết là giống cám heo đúng không? Ui, anh em mày hùa là chơi tao. Tớ thấy bột 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 vậy. Hột, còn hột rồi. Ăn cơm nào? Vậy là không ngon. Hôm nay nhờ anh Cường ăn cái này, mình mới có một biết được bí mật là anh Cường không ăn cơm, chỉ ăn cam. Im. Anh được rồi. Bộ bộ có chịu ăn, anh? Ăn hơn người đó. Bộ bộ có ăn ha. Hay là mình xay không kỹ? Xay kỹ rồi chứ. Này là cái này mở lên bán được không được? Để không? Chọ nụ. Bán được, bán 2 năm xây nhà. Hoàn cổ không, bán nửa năm là xây được cái nhà. Xây nhà gì? Nó lấy đá nó chọi em. Đá là xây nhà. Ngôn đá lại hả? Hay đó. Không ai dám ăn dám mũi ăn rồi người ta. Em thì được ăn xây nhà, em là được sẹp sẹp dép sẹp rau rồi. Nó ném rau, ném dép mà. Trứng cà chua thôi. Tạp hóa. Được ha, là bán này là có thể tạp hóa. Nói chung mày uống nữa thì uống chứ tao uống. Thôi. Nó lần cận sao? Nó không phải là không ngon. Mà lần cận nuốt không được hiểu không? Bột bột bột, nó còn bột bột như là bột ấy. Nó uống. Nói chung là khó khâu á. Này mấy bạn muốn thử sinh tố ổi thì các bạn cứ mua ổi ngoài chợ về nè. Hai cái ổi nãy mình mua có 8.000 bạc à. Rồi các bạn mua bịch sữa 6.000. Dây đá thì trong nhà chắc các bạn có nè. 2 muỗng đường. Nhà có sẵn mấy sinh tố, cho thêm 2-3 muỗng đường gì nữa cho nó ngọt ngọt miếng ha. Về các bạn xay lên thử uống. Chứ còn qua đây thì mình uống vậy, mình thấy vậy mình cũng nói vậy thôi. Tại vì chưa thấy ai làm sinh tố ổi nữa. Mình tính là tới bữa là mình làm sinh tố chôm chôm nữa kìa. Lột bọ ra hả? Ê lột hột ra hả? Để bỏ luôn. Không, để vỏ. Để vỏ uống. À, uống ăn nghe cắt uống. Tức là lột cái vỏ ra mình chỉ lấy cái cơm thôi, còn nhiều cái hột rồi mình dùng.
Rồi xong bỏ vô làm sao sinh tố, cái đó chắc ngon à, chân chôm chắc ngon. Mình muốn mình làm sinh tố hồng qua. Sinh tố củ qua thì đắng rồi uống. Được á, em đang được á, thử thả thử mà uống thử mà, trải nghiệm. Ok, và cái màn trải nghiệm của tụi mình tới đây cũng là hết rồi. Giờ tụi mình uống được mỗi thằng nhiêu đây thôi. Khó uống lắm mấy bạn ơi. Tại vì mình chưa bao giờ thấy người ta làm sinh tố ổi bao giờ. Mình làm thử cho biết, coi thử. Bởi vì mình nhiều lần mình thắc mắc, ủa tại sao trái gì người ta không làm sinh tố, tại sao ổi người ta không làm sinh tố. Thử làm cái coi sao, nhưng mà thực tế là người ta đã đúng. Không uống được thì người ta mới không làm, chứ uống được người ta làm, người ta uống lâu rồi đúng không? Thì đó, nửa năm xây nhà đó. Ok, và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, subscribe và chia sẻ cho mình nha. Còn nếu các bạn muốn uống sinh tố ổi thì tự làm đi nha, không ai làm cho mà uống đâu. Bye bye. Bye bye.